Từ ngày hôm nay 25 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3, trong hai khung giờ cao điểm từ 10 đến 12 giờ và 16 giờ 30 đến 18 giờ, thành phố và quận Hải Châu thí điểm tổ chức giao thông một chiều đối với tuyến đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, đoạn từ Bạch Đằng đến Trần Phú. Buổi ra quân là một trong những hoạt động để triển khai các giải pháp lập lại trật tự đô thị xung quanh khu vực chợ hàng của quận Hải Châu, nhằm tuyên truyền nhân dân và các hộ tiểu thương nắm bắt thực hiện tốt phương án phân luồng giao thông, tổ chức giao thông một chiều trên tuyến Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, tăng cường công tác phối hợp đã ký kết, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Các lực lượng phối hợp thì lần này thì có cả lực lượng an ninh, rồi công an, giao thông của tuyến trên là của thành phố về hỗ trợ cho lực lượng công an quận và công an phường. Do vậy, với quyết tâm rất là cao, ba tuyến là từ thành phố, quận và phường đồng tâm phối hợp với lại ban quản lý chợ hàng, công ty phát triển quản lý các chợ, rồi các cái lực lượng ở địa phương, hội mặt trận đoàn thể cũng vào cuộc để mà quyết tâm là lập lại trật tự và gìn giữ cái việc thông suốt, thông thoáng cho cái người đi bộ trên cái vỉa hè và đảm bảo về trật tự đô thị, mỹ quan đô thị cho khu vực xung quanh cái chợ hàng này. Công ty quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng, đơn vị trực tiếp quản lý chợ hàng, đã hưởng ứng tham gia ra quân đợt cao điểm lần này nhằm trả lại mỹ quan đô thị, văn minh thương mại tại chợ. Chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền cho hộ kinh doanh bằng nhiều phương thức để nắm được cái tình hình chủ trương của thành phố, đồng thời là quán triệt cái việc phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan để thực hiện tốt cái kế hoạch ra quân, đồng thời là tăng cường trách nhiệm cũng như là những cái gì mà thuộc phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ nỗ lực và làm hết sức mình. Tại đợt ra quân này, các lực lượng tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, sử dụng xe đẩy, xe thô sơ, làm quầy hàng kinh doanh, các trường hợp tiểu thương, hàng rong, lấn chiếm vỉa hè xung quanh chợ, đổ xả nước thải, dán tờ rơi, quảng cáo rau vặt trên cây xanh, trụ điện, và các hộ dân, hộ buôn bán, sử dụng vỉa hè để các vật dụng, bảng hiệu, các loại dù di động, che chắn trên vỉa hè, gây cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị.